trong lòng. Có những giấc mơ đang được thắp sáng và nhiều niềm hy vọng. Trên YouTube chàng hiện tại bây giờ đang viết những hàng ngày. Một cô gái trẻ nhiều người yêu quý của thời điểm hiện tại. Kỹ năng kiên trì và mang lại những niềm vui lớn. Đi cùng chị Tú chinh phục thử thách nói chung là khó hơn. Chị sinh năm 2000, sống hiện tại là Tây Ninh. Chị cùng chị Tú và mọi người đi cùng với nhau một hành trình. Mới làm YouTube chị làm về game, đó chính là Free Fire. Không được thành công ít ai biết đến nhưng chị vẫn luôn miệt mài. Thì trong tự điển của chị bây giờ không có chữ thất bại. Thực hiện đam mê bằng cách của mình là điều tốt nhất hiện tại. Sau bao lần cố gắng cho mọi người biết chị là ai. Chị là tiền ơi phiên bản chính hãng. Có một không hai, có tông mày sắc cũng sẽ có ngày nên kim. Chỉ đam mê vào mọi người sẽ biết nhiều thêm nờ. Cánh cổng mở ra để chị chinh phục ngay nút vàng. Cố gắng hàng ngày là điều duy nhất, chị không có một là than. Lên phía trước đã có mọi người bên cạnh, đó là chị Tú người mà cùng chị vượt qua mọi khó khăn. Những lời khen ngợi và yêu quý là động lực ra clip mỗi ngày. Những nụ cười của người bên cạnh giúp chị làm việc hăng say, được hạnh phúc nhất trên đời này. Điều mà mong muốn bấy lâu nay, nút bạc về tay là một cặp ngón để cho chị phát triển vào ngày mai. Những món ăn và những thử thách cho mọi người xem, ngon và hấp dẫn là mọi người xem phải thèm. Chúc cho chị thật nhiều thành công và định hướng trong tương lai. Chị cùng Chị Tú và thành công trên con đường này và mãi mãi.